Mến chào tất cả các bạn và quý bà con đang xem kênh của mình ha. Thì hôm nay á, thì mình sẽ quay cho các bạn xem về cái mô hình trồng bầu ở miền Tây nha các bạn, cũng như là chia sẻ cho các bạn những cái kinh nghiệm trồng bầu mà để làm sao mà nó đạt cái năng suất nó cao nhất nha các bạn ha. Thì để mà trồng bầu các bạn mà nó đạt cái năng suất cao nhất á, thì nó có rất là nhiều yếu tố nha các bạn. Thì cái yếu tố thứ nhất á, là mình sẽ chọn được cái giống bầu nè. Và cái yếu tố thứ hai á, là mình sẽ biết được những cái loại phân nào nó phù hợp với cây bầu để mình bón lót cũng như là bón thúc cho nó được phát triển. Và cái thứ ba nữa là mình phải biết những cái loại thuốc gì mình xịt ở trên cây bầu mà để nó phòng tránh được những cái như là sương mai nè nè các bạn, cũng như là bọ trĩ này nè, và những loại thuốc nào mình không nên xịt để mà nó làm ảnh hưởng đến cây bầu nha các bạn ha. Thì trong video này thì mình sẽ là tóm tắt lại những cái yếu tố đó để cho các bạn nào mà mới trồng, các bạn có thể là tham khảo cũng như là các anh các chú có thể là xem tham khảo và góp ý ha. Thì riêng về cái phần giống bầu các bạn thì các bạn có thể là chọn trên trên thị trường á, thì nó có rất là nhiều loại giống F1 các bạn. Nhưng mà cái mô hình mà mình đang quay cho các bạn xem ở đây á, là cái mô hình là giống của rồng rồng vàng nha các bạn ha, SV337. Thì cái thời vụ của nó thì nó sẽ rơi vào là từ 50 ngày đến 55 ngày kể từ sau sau gieo nha các bạn. Thì mình sẽ để một cái đường link cho các bạn ở dưới cái đường mô tả này các bạn nhấp vào các bạn mua luôn nha các bạn ha. Và khi mà các bạn đã có được cái giống các bạn thì mình bắt đầu mình tiến hành trồng. Thì ở đây thì mình sẽ làm liếp nha các bạn ha. Thì lắm mình làm liếp nó sẽ từ là 1 mét đến 1,5 mét cho 1 liếp nha các bạn ha. Và mình sẽ trồng hai bên, hai bên mép, và đồng thời là mình sẽ bón bón lót. Thì mình bón lót ở đây á, thì các bạn nên bón cái phân là 20-15 á, cộng với thằng canxi bo nha các bạn ha. Thì liều lượng là 73, cứ là 7 kg là phân 20-15 và 3 kg canxi bo mình trộn, và mình bón bón lót ở hai bên mép liếp nha các bạn ha. Rồi rồi sau đó thì mình sẽ tiến hành trồng nha các bạn. Thì mà khi mà mình tiến hành trồng các bạn, mà cây bầu của mình các bạn mà nó lên đâu khoảng là đâu khoảng 6 tấc á, thì mình bắt đầu là mình bấm đọt cho cây bầu. Cái phần bấm đọt này nó rất là quan trọng nha các bạn ha. Thì nó chia ra làm tới 3 đợt. Một cái đợt thứ nhất á, là mình sẽ bấm đọt cho nó nhảy chèo. Thì khi mà mình bấm đọt ở cái giai đoạn thứ nhất á, thì mình đếm khoảng đâu là từ 7 lá tính 8 lá thì mình sẽ đầu mình bấm đọt cho nó, là nó sẽ bung bung chèo, và mình sẽ để cái số lượng chèo khoảng đâu là ba chèo đến 4 chèo trên một thân chính nha các bạn ha. Rồi đến cái đợt thứ hai mà mình bấm đọt các bạn, là khi là những cái thân chèo của mình đó các bạn mà nó ra trái rồi đó các bạn, mà khi mà trái nó ra khoảng đầu bằng đầu cái ngón chân cái của mình á, thì mình sẽ bấm đọt lần thứ hai cho nó. Tại vì mình phải bấm đọt cho nó là đặng cho nó cái trái của nó các bạn là nó không có chạy chạy quả nha các bạn ha. Mà cứ bạn cứ mà cứ để mà cho nó bò liên tục như vậy á, thì trái nó sẽ rất là khó đậu và khó đạt năng suất lắm các bạn, vì nó lo là nó sinh trưởng chứ nó không có sinh thực. Cái đó là cái phần bấm đọt thứ hai. Và cái giai đoạn thứ ba nữa là khi mà những cái nhánh chèo mà nó ra trái nữa các bạn, thì mình nên khi mà nó ra trái nữa thì mình nên bấm đọt cho nó cái lần thứ ba là cái lần cuối nha các bạn ha. Và các bạn không nên bấm đọt cái lần thứ tư. Nếu mà các bạn bấm đọt cái lần thứ tư á, thì cái lượng quả trên trên dây bầu nó rất là nhiều, và cái lượng phân mà mình đáp ứng cho nó thì sẽ không có đủ mà để mà nó phát triển cho dây bầu các bạn, và nó làm ảnh hưởng đến cây bầu là nó sẽ chạy quả nha các bạn ha. Cái đó là riêng về cái phần bấm đọt thì mình chia sẻ nó hơi kỹ một chút xíu để cho các bạn nào mới trồng các bạn có thể là tham khảo ha. Và cái phần mà mình sẽ bón thúc cho nó là cái phần gì? Riêng cái về cái phần phân bón thúc á, thì mình sẽ riêng về cái phần mùa nắng các bạn thì mình chỉ bón cái phần DAP với cái phần là 16 16 8 nha các bạn ha. Mình cứ trộn lại liều lượng là 50 và mình trộn lại mình bón cho nó. Còn ở trong cái mùa mưa á, thì mình sẽ bón cái phân là 20 15 nha các bạn ha. Thằng vậy là được rồi nha các bạn ha. Và mình sẽ bón nó ở hai cái giai đoạn, khi mà nó cho ra quả cái mình vừa cắt quả ở lần thứ nhất và cái lần thứ hai. Nó là mình sẽ bón phân 20 15 hoặc là cái phân DAP với phân 16 6 16 8 thì ở hai cái đợt đầu tiên. Còn cái lần thứ ba các bạn, nếu như mà mình sẽ coi vào cái giá của nó, nếu mà cái giá của nó mà nó ok các bạn thì mình sẽ tiếp tục mình bón cái phân đó, cái phân 20 15 các bạn. Còn nếu như là nó cái giá nó không được ổn định mấy á, thì mình sẽ là mình giảm lại cái lượng phân, mình sẽ bón những cái loại phân mà nó rẻ tiền hơn thì nó vẫn dẫn cho quả nó rất là ok nha các bạn ha.
Đó là về cái phần phân. Còn cái về mà cái phần mà sâu bệnh như là sương mai trên cây bầu các bạn, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái loại thuốc. Ví dụ như ở đây mình có thể mình xịt thằng Mad Hero này các bạn, của công ty Mad Pacific, hoặc thằng Aliot, và hoặc là cái phân là Karyotop của công ty Bát nha các bạn ha. Và các bạn luân phiên các bạn xịt cho nó trên trên một vụ bầu nha các bạn ha, vì nó sẽ là kháng thuốc nên mình sẽ xịt ba cái dòng này, và các bạn không cộng bất cứ cái loại thuốc nào nữa nha các bạn ha. Và những cái loại thuốc này mình có để trên màn hình cho các bạn xem, và các bạn mua các bạn xịt các bạn. Và đặc biệt những cái lưu ý mà khi mà mình chọn phân thuốc các bạn, thì những cái loại phân nào mà mình không những loại thuốc nào mình không xịt cho cây bầu các bạn, đó là những cái loại thuốc có dòng chữ là EC nha các bạn ha. Vì những cái loại thuốc này là nó thuộc dạng nhũ dầu á, các bạn không nên các bạn xịt sâu cho nó. Thường thì mình sẽ xịt sâu cho nó là những cái loại thuốc dạng dạng cớm nha các bạn ha, vì cái cây bầu này nó thuộc cái dòng lá nhám các bạn. Các bạn có thể xịt những cái loại thuốc như là Vitaco nè, dạng cớm, VWG, hoặc các bạn có thể là xịt những cái loại thuốc sâu như là Confidor các bạn, là trên những cái con mà nó hút chích đó các bạn. Bạn xịt thằng Confidor cộng với thằng chết chết rầy, và bạn cộng hai cái loại thuốc này bạn xịt cho nó ha, thì nó sẽ không có bị sâu bệnh. Và đặc biệt những cái loại thuốc như dạng nhũ dầu thì mình khuyên các bạn là không nên xịt ha, vì các bạn xịt như vậy thì nó sẽ bị vàng lá trái lá nha các bạn ha. Và khi cây bầu của mình mà nó bị vàng lá trái lá thì các bạn có thể sử dụng hàng hàng Nativo với hàng Antracon các bạn cộng lại các bạn xịt nha. Thì cái cây vàng lá đốm đốm lá trên cây bầu nó sẽ không có nữa nha các bạn. Thì đó là những cái thông tin thì mình vừa chia sẻ cho các bạn á, thì để các bạn nào mà mới trồng bầu á thì các bạn có thể là tham khảo ha. Thì nãy giờ thì mình cũng đã là chia sẻ cho các bạn cũng khá nhiều cái thông tin khi mà mình trồng bầu các bạn. Thì bạn nào đang xem hãy bấm nút đăng ký kênh của mình nha các bạn ha, cũng như là thấy video mình chia sẻ hay thì hãy là nhấn nút like để mình có động lực á, mình quay cho các bạn xem những cái mô hình khác ha. Thì đa số những dòng mà bầu bí các bạn, những cái dòng mà lá nhám khác á, thì các bạn có thể là áp dụng trên cái kỹ thuật này mình mới vừa chia sẻ cho các bạn có thể áp dụng trên cây dưa leo cũng vẫn rất là ok nha các bạn ha. Ở đây mình trồng cái giống là SV37 của rồng vàng các bạn, nhìn rất rất là ok, rất là xanh mướt luôn luôn nha các bạn ha. Bấm đọt hẳn hồi, và mình ở đây là mình có cái vàng luôn. Bây giờ trước đó thì mình trồng đậu các bạn thì cũng còn vàng, thì mình tiếp tục là mình trồng bầu luôn. Thì vàng bầu của này là của mình là trong mùa nắng các bạn, thì mình sẽ không có đi phân đậm nha các bạn ha, mình đi phân nhạt thôi, và trái nó cũng vẫn là như thường nha các bạn. Mình chỉ bón phân vào cái mùa mưa thì nó sinh trưởng nó nhiều hơn sinh thực, thì mình sẽ đi phân để cho nó ra quả nó nhiều hơn. Đó thì đó là những cái kỹ thuật của mình chia sẻ cho các bạn. Rồi thì mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình nha. Nhớ nhấn like và subscribe kênh nha các bạn. Rồi mình xin được chào.